Sau hơn một năm thi công, nhà máy X-55 Cục Kỹ thuật Hải quân và quân khu 9 vừa tổ chức lễ hạ thủy tàu ST-29402 tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là tàu nhôm thân lớn được đóng mới để quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Tàu có chiều dài 36,5m, rộng 6,8m, vận tốc tối đa 22 hải lý một giờ, chịu được sóng gió cấp 9, Dự kiến toàn bộ khâu lắp đặt thiết bị và nội thất của tàu được hoàn tất và tiến hành bàn giao vào đầu tháng 6 này. Sau khi bàn giao, tàu sẽ được quân khu 9 biên chế cho lữ đoàn 962. Đây là điều kiện rất thuận lợi để lữ đoàn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống quân sự quốc phòng và kịp thời tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khi gặp sự cố trên biển.